Nghĩ là anh muốn em thay đổi, sau này có vấn đề gì thì cứ nói, rồi cùng giải quyết cho xong thì mọi chuyện nó sẽ bình thường lại. Chị biết không, đó là một cái điều mà mong muốn của tất cả các ông trong thế gian này. Thật ra thật sự nha, em nói thiệt, bây giờ nhà cháy cũng không sợ, nói thiệt luôn á, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là cái gì, vợ tự nhiên im lặng á, nó khó chịu lắm luôn á, khó chịu lắm. Con là ca sĩ đúng không? Dạ. Đó. Rồi mời con. Con tên là Huỳnh Quốc Đạt, năm nay con 25 tuổi ạ. Nghề nghiệp hiện tại của con là ca sĩ tự do, với lại con đang kinh doanh một quán trà sữa. Con tên là Phương Thanh, năm nay con 27 tuổi, hiện đang làm giáo viên tiếng Anh ạ. Hai đứa gặp nhau làm sao nè, trong cơ duyên nào? Lúc đó là vô tình con thấy được một cái clip bạn này hát một bài hát Từ Ngày Em Đến. Và con thấy là bạn này hát hay nè, cái con chỉ like thôi, like dạo á. Từ ngày em đến anh, nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời, và tên em anh mãi cất giữ cho trái tim không dài. Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của em trên đường đời, anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Hay quá. Trời, con chết là đúng rồi con. Con chết là đúng rồi. Cảm xúc á, tức là rất là mơn man, rất là gọi là sao ta, tưởng tượng như là hát riêng cho mình nghe vậy đó. Trước đó thì con từng xem video của bà này, là bạn này cũng hát ở trên mạng, trên YouTube. Dạ. Con cũng biết hát luôn. Hát luôn. Từ ngày anh đến, anh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời, và tên anh em mãi cất giữ cho trái tim không rời. Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của em trên đường đời, em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian. Trời ơi. Sao cái giọng của hai đứa này nó mix vô quá, hay quá. Nó giống nhau không chị? Thế hệ Gen Z á. Không, dễ thương á. Thế sau khi mà con like dạo cái bạn này á, rồi sao mà gặp được nhau nè? Dạ, con like, con nghĩ là mới vừa mấy giây thôi là bạn gửi kết bạn cho con liền. Cũng trùng hợp lắm. Cái clip đó là con quay ở chỗ đó, thì cái anh đó đang muốn bạn này qua quay bài đó. Thì anh đó là biết hai tụi con mà hai tụi con chưa biết nhau. Bạn này không nhận, bạn này bận cái gì đó, thì anh đó mới kêu con lên quay bài đó đi. Tình cờ thì bạn này like cái, thì đúng lúc đó con đang cầm điện thoại luôn, xong cái con cũng nhấp vô con coi thử. Trên YouTube thì xưa... là đã từng dạ, đúng đã rồi. Từng coi. Dạ, con kêu, like của mình chắc là để ý mình, con tự con nghĩ vậy luôn, tự lý. Dạ, xong, dạ, xong cái con mới bấm kết bạn. Thì bà này cho con một cái gáo nước lạnh luôn, một tuần sau không đồng ý. À, thời điểm đó là mỗi ngày con khá là nhiều cái lời mời kết bạn á, mà con không có để ý lắm, khoảng là một tuần con mới check một lần. Từ bao lâu thì hai đứa gặp nhau? Dạ, lúc đó là con cũng đang có bạn trai á, cho nên con cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà khoảng nửa năm sau là lúc đó là vô tình hai đứa không hẹn mà đến cái quán acoustic đó. Nhưng mà lúc đó là con với bạn trai con còn không, hay là chia tay? Dạ, chia tay rồi. Tại vì bạn này trước khi đi tới cái quán đó thì có đăng lên một cái post là tối nay bạn nó sẽ tới đó. Thì con mà giống như lúc con đang độc thân mà, con cũng đang để ý bạn này, thì vừa thấy cái là ok, tối đang rảnh nữa, tới luôn. Vô tình nhưng thực ra là cố ý. Đó. Thì con tới trước luôn. Gặp nhau là chắc chắn là con phải chủ động, con xà tới và nói chuyện rơm rã với nhau. Không hề luôn. Tức là con rất là chủ động nha. Con rất hào hứng khi mà biết bạn này sẽ tới. Nhưng bạn này tới cái con ngồi im. Con không dám nhìn luôn. Tức là tự nhiên bị khớp đó. Dạ đúng rồi. Tại vì con đi với bạn này cũng đi với bạn luôn. Mà lúc đó tụi con tới là đêm nhạc đã bắt đầu rồi. Cho nên không có trò chuyện gì hết. Mà lúc bạn này lên hát á, con rất là hào hứng. Tại vì bạn hát hay. Con biết, con giới thiệu với bạn con là trời ơi, cái bạn này hát hay lắm, bà nghe nha, bạn này hát hay lắm luôn á. Xong rồi con cũng quay phim này nọ. Còn tới lúc mà con lên giao lưu á, bạn nói như nè. Con nhìn chỗ khác, con không dám nhìn là cái quán đó là cho mình lên. Dạ, giao lưu. Dạ, đúng rồi. Nhau, dạ. Bạn đó lơ con luôn, bạn đó không có thèm nhìn con. Nhưng mà con để cái điện thoại ở dưới. Có nghĩa là con không nhìn, nhưng mà điện thoại con thì quay bạn này. À, quay lén. Dạ đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là bạn yêu đơn phương mà yêu đơn phương lén. Có nghĩa là rồi bây giờ lại quay lén. Đúng rồi. Đến hôm nào thì tụi con mới hòa vỡ với nhau. Đó. Sau cái hôm đó thì bạn này có quay clip của con để đăng lên story. Thì giống như con vớ được vàng vậy. Thì con vô con rep liền, cảm ơn bạn này, nhưng mà con bắt chuyện trước luôn. Xong bắt đầu từ lúc đó thì tụi con nói chuyện nhau qua story của Facebook. Cho tới một ngày thì mới chủ động hay là quay lại quán đó để xong ca bài Xe Đạp được không? À, ca cho cô chú với mọi người coi. Cái giọng hay này chứ sao chị thích quá. Giọng lúc đầu đi. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây
giờ tan trường. Hát có được khúc không? Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lạnh giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp. Giờ cha em đã lớn sinh, một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Hay quá. Ủa bên này hát xe đạp thì chi, em chị hát bài xe đạp của Vương Đạo Lễ. Thôi giờ mình bỏ luôn đi, mình đó. Không có làm ấy nữa, giờ ngồi nghe ca nhạc thôi. Không có được dễ thương đâu. Quá hả? Ừ. À, rồi sau cái đêm đó là về là hai đứa là chính thức là quen nhau chưa? Dạ, dạ. Chưa luôn. Chưa luôn. Dạ. Tối đó thì con chở bạn này về, thì mục đích con là muốn biết nhà để sau này còn qua chở. Đúng rồi. Thì bất ngờ con là quá xa, nhà xa kinh khủng khiếp. Lần đầu tiên con đi xa như vậy luôn. Con đã cảnh báo trước này, không dạ. Nhà tôi xa lắm. Nhà tôi xa. Nhà Đạt là ở đâu? Lúc đó nhà con là ở chợ Bà Chiểu. Bình Thạnh. Dạ. Bà Chiểu mà qua Bình Tân xa lắm. Bình Thạnh lắm. Nhưng mà lúc mà hai đứa bắt đầu chính thức yêu nhau á, dạ. Thì có bị là ra tiếng vô hoặc là vì phân vân vì cái chuyện gọi là tuổi tác với nhau? Con nghĩ là mình lớn tuổi hơn bạn, mình lớn hơn bạn, không biết là bạn có ngại cái việc đó hay không? Con có ngại không? Dạ không, con dễ gì ngại. Con thì rất thích. Ừ. Lúc đầu là con cũng cảm thấy là con không muốn quen người nhỏ tuổi hơn, tại con sợ người ta kiểu trẻ con quá. Con có nhớ bạn này đăng một cái status là không có quen bạn trai nhỏ hơn tuổi. Mà con không muốn chơi với bạn nhỏ hơn tuổi luôn. Nhưng con chứng minh là bà bắt buộc phải quen tuổi. Trước đó là sau khi hai đứa quen nhau hay là trước đó? Dạ, trước đó. Hôm đầu tiên xuất hiện từ khi nào? Tụi con đi coi phim, con nhớ tay con rung đổ mồ hôi quá trời luôn. Dạ, nhưng mà lúc đó con lấy hết cũng bập một cái thôi, cái lén một hôn cái má, hôn môi. Dạ, hôn hôn môi. Hôn má thì hôn má chứ. Lúc má trước đúng không ta? Dạ, lúc đó là hôn má trước. Dạ, hôn má trước. Sau lúc trên đường về á thì con mới hôn môi. Dạ. Như vậy tụi con yêu nhau trong bao nhiêu năm? Dạ khoảng 4 năm thì tụi 4 con năm rưỡi. 4 năm. Dạ. 4 năm rưỡi. Dạ. Thì trong thời gian đó là con có một lần nào con say nắng một người nào khác ngoài vợ con không? Đấy, đợt đó con mới quen bạn này thì được khoảng 6 tháng 7 tháng gì á. Thì con có tham gia một cái chương trình của một cái của trường đại học mở. Thì trong cái chương trình đó thì trong câu lạc bộ đó thì có một bạn nữ, bạn đó cũng kiểu mến con á. Mà tại trước đó thì con với bạn này quen nhau là không có công khai. Nên là hầu như không ai biết con có bạn gái, là cũng bạn này biết bạn trai hết. Thì con lúc đó kiểu bạn đó, bạn nữ đó cũng chủ động có những cái cử chỉ á, thì con cũng hơi siêu. Dạ, thì cũng về con cũng nhắn tin, nhưng mà con không có để quá giới hạn là bạn làm bạn gái hay là muốn ngoại tình hay lăng nhăng gì hết. Dạ. Rồi nhưng sao? Mà rồi vợ con có biết không? Dạ thì đúng lúc đó tình cờ là điện thoại con bị mất. Dạ. Thì con phải mượn điện thoại của bạn này. Thì lúc đó thì cái nick Facebook của con á thì ở trong cái điện thoại này luôn. Cho nên là cậu đọc được. Dạ đúng rồi. Bạn này vô tình thôi, vô tình là cái tin đó nó hiện lên. Dạ, chứ con cũng không có muốn. Tin đó con còn nhớ. Nhớ giống như cái câu hát mà con vẫn hát như nãy. Con chỉ nhớ là bạn đó gọi chọn con với một cái nickname thân mật. Nick mập đúng không ta? Mập hay. Dạ, kêu ý là nó hơi thân mật là mập thôi chứ mà cũng không phải yêu đương gì. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi con có phản ứng để mà cho Đạt thấy. Đó là con block bạn luôn. Dạ, chặn con luôn. Bạn ơi nhớ mặc áo đặc nha. Nhưng mà bạn thì không có gì quá thân mật với bạn nữ đó, chỉ có bạn nữ đó là quá giới hạn một nhưng chút mà thôi. Nhưng mà là ghen dữ cần... vậy luôn á hả? Vậy mà biết người là... ta vậy luôn á. Dạ con cũng buồn quá, cái con block luôn. Thì lúc đó là bạn lúc đó thì con đang ngủ thì có một người bạn của bạn này chạy tới nhà con. Chị để đưa cái video call đó. Dạ ông này không. Chị con gọi hoài, con gọi hoài à. Gọi số điện thoại cũng được. Mà lúc đó con không biết chuyện gì xảy ra hết. Thì con mới nhờ một thằng bạn của con là tại lúc đó con đang ở quê, con phải gọi thằng bạn con là chạy từ quận 11 ơi mày giúp tao chạy qua nhà Thanh. Để con thấy được mặt rồi rồi con nói chuyện. Con có giải thích. Dạ con xin lỗi nhiều. Mất mấy ngày giận hờn vậy con? Dạ chắc 2-3 ngày. Dạ. Rồi sau đó là 2-3 năm sau tụi con cưới nhau. Dạ đúng rồi. Con có thấy là mình còn quá trẻ để mà đám cưới không Đạt? Từ lúc mà mới quen được một năm mấy là con đã muốn cưới rồi. Dạ. Nghĩa là cưới gấp là vì là con cũng muốn là con sợ là cô này cô lớn tuổi. Dạ đúng rồi. Chứ không phải bác sĩ bao cưới. Thật chất dạ, thì cái đó là cũng là một phần. Dạ một phần. Tại trước đó là tụi con cũng có dự định là sẽ cưới rồi nhưng mà và kế hoạch. Dạ. Dạ vâng. Là bé trai bé gái vậy dạ, đó. Dạ bé gái. Về phía gia đình thì có ủng hộ không? Hay có phản ứng gì không? Mẹ con thì rất là gọi là siêu ủng hộ luôn. Vui lắm. Trước đó con quen cũng 3-4 người thì hầu như mẹ con không ưng người nào hết. Gặp bạn này xong kiểu giống như là hiền rồi
thỏ thẻ đó. Dạ, dạ, dạ. Cô là cô rụng nãy giờ rồi đó, thiệt luôn á. Dạ. Ừ. Về phía bên con thì sao? Dạ lúc đó con căng thẳng lắm, tại nhà con hơi khó. Dạ. Lúc mà con phát hiện là có em bé, con run cực kỳ luôn, run là run cái khâu của mẹ con thôi. Ừ. Con nói với mẹ là mẹ ơi, tuần sau là bên nhà trai đến hỏi cưới á mẹ. Cái mẹ nói sao gấp dữ vậy? Cái con lúc đó còn yêu một hồi, con nói tại con có em bé. Tại con có em bé. Rồi sao? Cái mẹ nói hay quá ha. Xong cái mẹ bỏ đi. Lúc đó là con gần như là cũng khóc luôn rồi, tại con sợ quá. Xong cuối cùng là mẹ, tại lúc đó mẹ không có kiềm chế được cảm xúc thôi, nhưng mà thật ra mẹ vẫn ủng hộ hai đứa. Dạ. Thì lúc đó là mẹ mới tính đường cho hai đứa cưới nhau sớm. Dạ. À, giờ tụi con cũng là mới lấy nhau. Dạ vâng. Dạ. Được một rồi, năm. Rồi dạ. Bây giờ trong một năm về ở với nhau, cộng thêm với 4 năm là các bạn quen nhau. Và cái tật xấu nào ra. Nó lòi ra. Anh cứ gọi là cái điểm mà con thấy bạn này là xấu nhất là nhát. Có nghĩa là không có dám làm bất kỳ cái gì hết. Dạ. Nghĩa là không có chủ động á chứ. Ví dụ như là nói con là anh ơi em muốn làm, em muốn đan len. Ok mai chở đi mua len. Xong bạn này hào hứng được chắc 2-3 ngày á. Thì xong cái tắt luôn. Cái hồ đan len tới đâu rồi? Hôm nay em đan được một sợi nè. Rồi xong. Cái đó là đâu phải là do sợ. Cái đó là không có sự kiên trì trong cái việc gì đó. Anh sao? Là sợ là nhát á. Nấu ăn. Là vợ con có một cái nấu ăn thì luôn nói con là ông phải mua bếp điện đi tôi mới chịu nấu cho ông ăn. À có nghĩa là sợ lửa đúng không? Sợ nổ bình ga. Sợ nổ bình ga. Đúng không? Dạ. Có rất nhiều các bà vợ đều sợ nổ bình ga. Dạ. Con nghĩ là bà này suy nghĩ nhiều quá chứ. Đó là một vấn đề nhỏ xíu nhưng mà suy nghĩ rất dạ. Là cả nghĩ đó. Dạ đúng rồi. Cái hiền quá nên là nhiều khi con bực mà con cũng không dám la gì hết. Thì mỗi lần la là khóc. Ừ. Mà khóc thì con sẽ im. Im thì cái chuyện nó không giải quyết được. Ừ. Dạ. Dạ con không giải quyết được thì cứ con cứ giữ trong lòng vậy. Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con nghĩ là anh mong muốn em thay đổi, sau này có vấn đề gì thì cứ nói rồi cùng giải quyết cho xong thì mọi chuyện nó sẽ bình thường lại. Chị biết không, đó là một cái điều mà mong muốn của tất cả các ông chồng trên thế gian này. Và thật sự nghe em nói thiệt, bây giờ nhà cháy cũng không sợ, nói thiệt luôn á, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là cái gì vợ tự nhiên im lặng á, nó khó chịu lắm luôn á, khó chịu lắm. Dạ con cũng không biết sao là trong mỗi lần cãi nhau như vậy á thì những cái dòng chữ nó cứ chạy vào đầu con như nè, là những cái tranh luận mà con sẽ nói á, nhưng mà cái miệng con cứ con không có muốn cãi nhau, con chỉ muốn cái cuộc cãi nhau đó chấm dứt ngay bây giờ, con không quan tâm đến nó nữa, nhưng mà chồng con cứ cứ như bắn ráp trong đầu con á, cho nên con không muốn trả lời, con chỉ muốn stop thôi. Vậy thì con có giải pháp để mà chữa trị cái đó rồi đó. Mỗi lần có chuyện là con im xong con đợi một cái ngày vui vẻ đẹp á, con mang lại. Bây giờ tới con đó con. Tật xấu của ông này con nghĩ là quá điệu. Quá điệu. Đối với con quá là điệu hơn cả con. Điệu. Có nghĩa là mỗi lần mà đi tới một cái chỗ nào đó tháo mũ bảo hiểm ra, việc đầu tiên là nhìn vô gương. À. Gương khá là lâu, chỉnh tóc tai hả? Em ơi tóc anh được chưa? Mặt anh được chưa? Tại ta ca sĩ mà. Dạ đúng rồi. Không, con bị tự ti. Dạ. Không biết tại sao nữa, trong người con cứ kiểu là đầu tóc nó phải gọn, là mặt mình phải gọn hay là bị gì đó thì con mới dám nhìn người khác. Con ơi, con hãy để cho chồng con sửa tóc đi con. Đến một lúc nào đó chồng con giống như chú cái là không có cơ hội sửa đâu con. Rồi lúc mà đi là phải bao tay, khẩu trang 2-3 lớp, rồi mắt kính, nón, áo khoác, kỹ hơn con gấp 10 lần luôn. Rất là lâu luôn á, mà lúc nào cũng nói là con lề mề, nhưng mà thật ra con thấy chồng con còn lề mề hơn con. À, chuẩn bị. Một ngày phải thay 3-4 bộ đồ. Ừ. Sáng một bộ, trưa một bộ, chiều một bộ. Nhưng mà có bắt con giặt không? Dạ giặt thì có mấy giặt lo rồi, nhưng thì mà tự ảnh lo đúng không? Dạ ảnh lo cho ảnh thôi. Vậy cũng được. Thực ra cái đó thì nó là gọi bảo là vệ. Nó là một cái cá tính, một cái gọi là nó là gần như là một cái định hướng, cũng như là một cái sở trường của ảnh, vì ảnh phải lo cho nghề nghiệp. Dạ. Cái hình ảnh của mình đúng không, đáng lý có stylist, đáng lý có người quản lý lo cái việc đó cho mình. Nhưng mà thôi mình đã tự lo được rồi thì thôi kệ đi cái việc đó, theo cô nha, cái tánh đó theo cô không nhất thiết phải sửa. Vậy giờ mong muốn thay đổi điều gì con? Dạ con mong muốn là anh hãy sống chậm hơn và đừng có nóng tính quá, việc gì cũng có cái cách giải quyết nhẹ nhàng. Ví dụ anh nói nhẹ nhàng thì em mới nghe được, còn anh lớn tiếng em không nghe. Đó, nói thẳng luôn đó. Chỉ mong là hai đứa, cái này là chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân và khán giả cũng chắc cũng sẽ có những cái mong muốn giống như chú. Dạ. Là mong muốn các con nên hợp tác với nhau đó, hát chung với nhau. Thiệt. một bài lắm nhạc con. Nghe con. Dạ. Nghe. Dạ.
không là sẽ tiếc đó nghe con. Đó, chúng ta chả sợ gì, chỉ sợ già mà thôi, đúng không? Dạ. Lúc đó rồi không có, không có thanh sắc, không? Chỉ có tiếng hát không thì nó cũng thiếu vậy lắm. Đó, kết hợp nghe. Dạ, dạ rồi. Ok. Tên là Phùng Nhật Thu, năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty du lịch. Còn dạ, bạn? Em là Phạm Thị Mỹ Dung, em cũng là nhân viên văn phòng chung công ty. Hai vợ chồng làm chung công ty luôn. Dạ. Từ lúc trước khi lấy nhau luôn. Dạ, dạ trước khi lấy nhau luôn. Mà hai bạn làm chung nhau bao nhiêu lâu thì là để ý nhau? Khoảng gần hết một năm đầu tiên. Lúc gặp nhau có cái ấn tượng gì không? Lúc đầu em không thích, em cực kỳ ghét luôn. Tóc thì hai lai, một bên vàng, một bên đen. Trời. À. Trời, anh còn hút thuốc nữa anh. Anh hút chỉ một hơi thôi dục. Theo đường lối của công tử Bạc Liêu đó. Sang quá đúng không? Sang luôn. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè đều dành phần trả tiền hết. Em cảm thấy đó là một cái điều tốt hay là điều không tốt? Nghĩ là không tốt. Tại vì xài lương ra chưa hết một tuần là đã hết sạch lương rồi. Nhưng mà lúc mà đăng cua em á, có dành trả tiền cho em không? Trả hết luôn chị, nói chung là đi cứ đi đâu có em thì cũng dành hết. Có một cái lần nào mà bỏ ra một số tiền lớn để mà làm một cái gì đó cho cô gái này không? Dạ có, kỳ đó là bạn em muốn đi Phú Quốc chơi. Em bao là toàn bộ lương từ vé máy bay, khách sạn, tour, ăn nghỉ cho trong vòng 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà mời một mình bạn hay là mời một số bạn? Mình vợ em bây giờ đi thôi. Rồi lúc đó là đã yêu chưa mà? Chưa, em mới để ý thôi chị. Mới để ý mà để cho người ta bao mình đi tour vậy chứ? Không phải, tại vì ảnh có người nhà làm ở dưới Phú Quốc thì em mới nhờ ảnh đặt khách sạn, nhưng mà em không biết là ảnh trả tiền cho mình. Cái lúc sau giờ anh kêu khách sạn thanh toán thì khách sạn nói anh kia anh thua anh trả hết rồi chị ơi. Hiểu rồi. Rồi. Mà lúc đó vợ em đi mình, em đâu có đi theo đâu. Nhưng mà em có biết rằng là ở dưới Phú Quốc là có người thân của Thu không? Có anh. Có thì mới nhờ nè. Thế này vậy là mới muốn đi xuống dưới Phú Quốc. Dạ, lúc đó xuống dưới em bị tra khảo. Dạo đó gặp là dạ. Bữa em làm gì đó, nghe em bao hết thì bố mới gọi con này ra. Nó giờ ngồi nói chuyện, nó tưởng là chắc con trai mình giới thiệu bạn gái xuống đây. Khi mà tối gần 3 tiếng đồng hồ luôn anh. Trời ơi. 3 tiếng đồng hồ thì chịu ra lý lịch hết luôn. Em ở Phú Quốc bao nhiêu ngày? Em ở 2 ngày anh. Sau khi từ Phú Quốc về thì tình cảm của hai người có thay đổi không? Thì từ sau một thời gian đó thì em mới nhận lời đi uống cà phê với ảnh. Trước đó thời gian đầu là không bao giờ chịu uống cà phê, hoặc đi uống thì theo ít nhất phải 3 người. Dạ, giống như 2-3 người theo bảo vệ vậy. Sao em không nghĩ là mang theo cho em trả tiền cho chết? Sẵn năng ghét mà. Trời ơi. Đi uống cà phê được bao nhiêu lâu thì hai đứa mới quen nhau? Xong mà cái chuyến Phú Quốc về á, rồi có một lần ảnh chat với em á, hẹn đi uống cà phê. Thì thật sự là lúc đó là em cũng rất thích rồi. Cái xong ra ngoài bị ảnh dụ dỗ. Dụ dỗ sao? Là ảnh nói bây giờ em có dám hôn anh không? Ra đi. Ủa, vừa nghĩ xong là ngay lập tức là chồm lên hôn em ngay luôn ạ. Vậy đó hả? Coi như là thành ra là cái buổi đó là đáng lý là em chủ động, mà cuối cùng anh là em là chèo dưới luôn. Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ là Thu lúc đó là chỉ khích chơi cho vui thôi. Dạ đúng mà rồi. Ai ngờ cô ấy làm thiệt á. Rồi có nghĩa là sau cái nụ hôn đó là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, chị vẫn thắc mắc một cái là tại sao em không đồng ý cái thói tiêu xài của chồng em từ thời điểm đó? Cho dù là có bao em đi chăng nữa, tự nhiên em đâm đầu với em lấy làm chi? Tại vì cái tính anh hiền, chân thật, trong túi gì cũng có nói hết luôn chứ không phải là giấu giếm như người ta. Vậy em mới để ý, thì em mới rất là em thích ảnh. Coi như là ngã gục là vì cái sự mà thật thà của chồng chứ không phải là vì cách tiêu xài của chồng, đúng không? Đúng rồi chị. Vậy thì sau khi lấy em rồi đó, cái mức độ tiêu xài đó là dừng lại hay là phát triển thêm? Giảm bớt chị, tại vì mẹ chồng có nói á, là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi, 50 ngàn hoặc là 100 ngàn vậy đó thôi, còn bao nhiêu con giữ. Dạ khỏe dữ luôn, luôn nghĩa là một ngày là chỉ có 50 ngàn thôi à. Ăn cái gì? Giờ này cũng lên được khoảng gần 200 ngàn rồi. Như vậy có nghĩa là tiền bạc quản lý chi tiêu trong nhà là em giữ hết. Dạ. Nói chung là bất cứ một món đồ giá mua mà cỡ chừng trên 1 triệu là bắt đầu phải khai báo rồi. Khai báo chừng nào bà gật đầu mới dám mua đúng không? Dạ đúng rồi. Mua rồi mới khai báo hay là trước khi mua khai báo? Dạ mua rồi khai báo bị mệt lắm ạ. Có nghĩa là bây giờ phải làm đề xuất đúng không? Dạ phải làm đề xuất xin chữ ký. Xin chữ ký rồi mới được. Trên 1 triệu có được gì không hay là chỉ dưới 1 triệu mới được gì? Dạ thường dưới 1 triệu thì có thể tự mua về báo cho báo sau được. Dạ còn trên 1 triệu thì là phải đề xuất cái chữ ký trước. Dạ thí dụ trong trường hợp mà em phá lệ, em tự mua trước rồi em về báo thì chuyện gì xảy ra? Sống sẽ nổi, sống nổi lên phải không? Bắt đầu luôn rồi lấy nhau xong rồi á, bây giờ có thấy những cái tật mà mình đã thấy trước khi lấy là đã xấu thì bây giờ xấu hơn hay là tốt hơn? Lòi ra nhiều thêm mà. Lòi ra nhiều thêm, mang người nào lòi? Dạ, vợ em thì càng lúc càng cố chấp, ngang bướng rồi không bao giờ chịu nghe ý kiến em. Dạ, như anh nghĩ mua đồ, mua cái gì cũng đơn giản hơn 1 triệu cũng không có bao nhiêu mà cũng cứ phải xin này nọ, chờ lâu nữa. Nhiều khi xin 2-3 ngày mới được mua. Tại vì anh mua cái linh tinh lắm gì. Nhiều khi em thấy có tiền trong túi thôi, anh em ơi đi mua điện thoại đi. Mà mới mua tháng rồi chứ không đâu xa đó. Cứ là đi mua điện thoại, nó thôi mua gì chứ nữa, cái mua cho em xong, cái thôi điện thoại cũ rồi, đổi luôn đi. Anh cũng nhờ vậy em cũng đổi được 2 cái điện thoại rồi. Mà trong đó cái đầu tiên là nhờ em, là do em ghen anh mới đặt điện thoại thôi. Bây giờ mới lòi ra.
vợ em hay ghen. Có một lần cái chuyện lớn nhất được một vụ đó thì em tức quá em nói không được em mới đập luôn điện thoại của vợ là quan đúng không? Vợ ghen. Dạ quan rất là quan rất là đúng anh. Không, bên đây nó quan đây cũng quan. Tại sao không quan mà tại sao lại quan? Tại vì á ảnh có một người bạn trai. Ảnh giới thiệu cho một cô bạn gái đồng nghiệp trong công ty. Mà một thời gian sau á cô gái đó không rủ người bạn đi nữa mà cứ rủ ảnh đi. Cái em mới nói là anh ơi cô đó thích anh đó. Đâu không nói không chịu nó không nghe. Cái sau nó có đâu mà có. Cái sau đó từ từ cái cô đó mới là rủ đi không được. Cái đòi tới nhà. Đòi tới nhà cái anh này cũng không chịu. Tới bữa đó anh đi công tác cái cô đó qua đó anh. Đón nhau đi công tác. Đó anh về. Em đi công tác về. Hay là đi công tác xong rồi đón nhau về. Đó anh về. Rồi về về nhà ảnh hay về nhà cổ? Không có mặt em đến anh không đón được. Rồi sao? Anh mới nói đó hết trơn bây giờ không tin đó người ta thích mình như vậy nó không tin. Chứ quyết là không không. Cứ kết tội em nói bây giờ cuối cùng em phải nói là cô đó có gì hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là anh có gì hay không. Anh không có gì thì tất cả mọi thứ đều là không có vấn đề gì cả. Dạ nhưng vẫn không, vẫn lôi ra. Rồi xong rồi ví dụ tranh luận bất cứ chuyện gì cũng đều lôi cô đó ra hết. Không phải anh, tại vì người ta nhờ một lần thì được. Còn em nhờ tới 5-6 lần nữa mới được một lần. Thậm chí nó quạo lên mới chịu làm. Tại sao vậy? Dạ tính em hơi lười. Lười lại nhiều khi hơi đang chơi game chút. Rồi vợ kêu đi làm này làm kia thì nói chờ chút xíu. Nhưng mà tại sao cô kia nhờ các em đi làm liền? Dạ, nhờ việc trong công ty thì em luôn làm liền. Nhưng mà về nhà thì hơi chậm một chút, hơi lười. Với lại mê game một chút thì nhiều khi đang dở dang. Em vừa ý chưa? Em vừa ý cái lời giải thích này chưa? Dạ chưa. Chưa nói tiếp. Nói cái cuối cùng mà xong rồi thôi mà. Ngồi đi nha cuối cùng anh đều. Không. Bây giờ cho hỏi là tới bây giờ thì cái cô đó cũng còn nhờ nữa không? Không. Không vẫn còn nhờ nhưng mà nhờ trên tính chất là công việc. Sao em biết? Dạ đâu có. Sao em biết là tính chất công việc? Phải tin tưởng ảnh chứ. Dạ với lại kiểm soát được em toàn bộ từ Yahoo, Gmail, Hotmail, tất cả Facebook đều có bắt vượt của em hết mà. Nhưng em có chắc chắn là em đã quản lý được hết chưa? Nghĩ là cũng chưa đâu chị. Theo em cái quản lý kiểu đó là chặt đó phải không? Thu có cảm thấy khó chịu khi mà bị quản lý kiểu đó không? Dạ cũng khó chịu lắm chứ. Giờ chị hỏi thiệt lòng em nè. Dạ. Em sẽ cảm thấy em chịu đựng được cái chuyện quản lý này trong bao lâu? Chắc cũng vài năm nữa là chứ cũng vậy hoài cũng khó chịu lắm ạ. Cái cách quản lý nhau của hai vợ chồng hiện giờ theo chị cảm nhận là nó chưa ổn, đúng không? Đúng rồi chị. Bây giờ tụi em thử cân bằng lại coi làm sao. Bây giờ thử ngược lại, áp dụng trong vòng thử 2 tháng. Em sẽ kiểm tra email rồi Facebook rồi tất tật những cái gì thông tin của vợ em giống như vợ em đã kiểm tra em. Thử coi là cái cảm giác của mình như thế nào. Khi mà cái cảm giác của mình cảm thấy không chịu được nữa, khó chịu thì mình sẽ hiểu được cái đối tác của mình họ sẽ khó chịu như thế nào. Cho nên bây giờ tụi em về thử bằng cách như vậy để mà hiểu được cái cảm xúc của nhau. Khi mà mình bị như vậy thì tự tụi em sẽ tìm ra được cái cân bằng thôi. Ngay ngày hôm nay, tối nay về làm thử luôn nhé. Xin cảm ơn em. Chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con là Nguyễn Quang Thành, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Con rất vui được gặp cô chú ạ. Con nhiêu tuổi rồi? 36. 36. Wow, trẻ quá ha. 36 tuổi là 36 là cháu nhỏ hơn chú có 4 tuổi rồi đó. Đó, nha. Rồi bây giờ mời bạn. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con là Bình An, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tâm lý. Trong vai trò đồng hành cùng các chị em phụ nữ về phương pháp nuôi dạy con và kết nối các mối quan hệ tích cực. Hay quá. Trời ơi, lần đầu tiên. Như vậy có nghĩa là hôm nay là bạn này có quyền hỏi chị em mình. Đó. Tại vì mình cũng đang rất cần một chuyên gia về tâm lý. Đúng rồi. Hiện giờ là đang bị stress quá. Thật ra là tôi vẫn còn là trong một cái giai đoạn là nuôi dạy các con nhỏ. Vẫn còn rất là nhiều khiếm khuyết nha. Nhờ nhân viên nói lớn à. Rồi. Nhắc dây mic ở đâu? Nhờ nhân vật nói lớn. Ủa dây mic nào? Con là học trò của cô Thi Thảo đó. Thế là hôm nay trước khi đến đây là cô Thi Thảo có nhắn là đến thì nhớ gửi lời chào giúp cô Thi Thảo. Và cô Thi Thảo thì khen cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận rất nhiều. Nhớ không? Học nhớ trò. Thảo không? Dạ. Thảo là bạn em mà. Ừ đúng rồi quên. Nó diễn giả MC Thi Thảo ấy ạ. Vâng. Có. Học trò sao? Con có học các cái chương trình về xây dựng nhân hiệu. Thảo cũng đã lên chương trình này vậy rồi. Là sắp chuyển từ con sang anh chị. Rồi không bây giờ mình chào lại đi và mình chào lại mình giới thiệu lại đi mình xưng là anh chị đi. Anh chị để hợp với cái nghề chút là chuyên viên tâm lý để bên đây tư vấn cho bên đây. Chứ thật ra các bạn nhỏ tôi không có nhiêu nhỏ tôi với chị Vân không có nhiêu tuổi chứ. Vâng. Ok. Em cũng thấy là rất trẻ nhưng mà lúc nãy 20 tuổi chị có quyền đẻ rồi. Thôi bây giờ làm lại nha. 2, 3 mời em. Vâng, em là Nguyễn Quang Thành ạ. Em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý và chuyên gia tư vấn. Không sao. Còn lại. Mời em. Vâng, em là Nguyễn Quang Thành. Em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán.
Hôm nay rất vui được gặp anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? 36 ạ. 36 mà với trên cái khuôn mặt này là quá trẻ đúng không? Đúng rồi. Rất là trẻ luôn. Chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán. Vâng. Thú thật với em là anh không hề biết một chút xíu gì về chứng khoán cả. Dạ. Chị rành không dân? Me too. Không biết một cái gì cả. Không biết một cái gì luôn á thiệt. Rồi bây giờ mời bạn vợ. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Hay quá chị. Thế vậy là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Wow, vậy hả? Dạ. Vô đây hồi nào? Chúng em vào đây từ 14 tháng 7 cũng cùng trong chuyến công tác của em ạ. Vậy hả? Rồi chừng nào bay ra lại? Chúng em sẽ bay ra Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 8 ạ. Có nghĩa là vào trong đây làm việc. Dạ. Rồi kết hợp tham gia chương trình Vợ Chồng Son luôn. Dạ. Ôi, bây giờ anh muốn hỏi nha, là các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Hồi em xem nhiều lắm. Hồi em mới kết hôn xong ấy, những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được phỏng vấn cũng như là được mời về cái địa điểm mà không phải ở đây đâu ạ. Em nhớ mang máng là quận 4, quận 4 á. Đó. Quận 4, quận 3. Không, quận 4 ở cái phim trường chỗ gần cái cầu là gần Sài Gòn á đúng không? Dạ. Xong rồi có cái văn phòng làm việc và có rất nhiều anh chị ở trong đó. Không, vậy là quận 3, đừng Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng, đúng rồi. Mình đâu có dẫn nó bao giờ. Không phải, đến để mà phỏng vấn đúng rồi ạ, sẽ đến phỏng vấn trước và được trò chuyện về kịch bản trước ạ. Thế nhưng mà sau đó thì chúng em bận ý. Thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son. Bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cũng như là cái ý nghĩa nhân văn từ chương trình ạ. Xin cảm ơn em, đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son ấy. Chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. Cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son đúng không? Không, cái son ở đây là hai bạn. Cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắc như vậy. Vẫn dạt dào như thế. Nhưng mà thật ra mà nhìn thấy hai bạn đó là vẫn nghĩ rằng là các bạn vừa mới cưới. Chứ không nghĩ rằng là đã cưới lâu đâu nha. Đó, biết sao? Tại vì cái thần thái nó hên á. Rồi, bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi. Cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em đi xe dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi. Khoảng năm 2012, 11, 12 thì đấy. Là vẫn là sinh viên à? Vâng, vẫn là sinh viên ạ. Thì có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy. Thì xem rồi cười ấy. Xem rồi cười, nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm. Cười mím môi thôi. Nên là em nghĩ là cười duyên nên là em rất là thích. Nhưng mà là ngồi đối diện nhau hay là ngồi ở đây hai bên? Hai bên đó. Tức là em ở đây, bạn em đây và một bạn thì bạn này ngồi đây nữa. Thì là tức là vô tình mà gần nhau đó đúng không? Chứ đâu có sắp xếp trước. Đúng rồi. Không. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi. Không sao đó. Cười duyên. Rồi. Ủa tại sao em lại cười không hở răng? Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Trước khi còn nhỏ, tầm em học cấp 2 em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế sau đó là cái răng nó bị xỉn á. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Thế nên là em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và ngoài anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Chồng em cũng nghĩ là em rất dịu dàng. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Mà em lại có được một anh chồng như thế này. Dạ. Mà cái răng nó giờ làm lại rồi đúng không? Vâng, em đã niềng răng và đã làm xong rồi ạ. Thế thì nhưng mà lần đầu tiên em gặp Thành thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Em không có ấn tượng gì cả. Vâng, vì em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Thì em ấn tượng nhiều về bộ phim bởi vì bộ phim đó thì nói về cái động lực sống ấy. Và cái đó thì nó chạm đến em hơn, còn những thứ khác thì em không quan tâm. Em thấy anh này anh bắt chuyện nhưng mà em chả cảm thấy liên quan gì cả. Lúc đó là tụi em bao nhiêu tuổi ta? Cỡ 10 à? Nếu mà sinh viên năm nhất cả hay là... Em lúc đó thì sẽ là sinh viên năm nhất. Còn anh xã em thì lúc đó khoảng là sinh viên năm tư rồi. Vâng, thì em đâu đó vào khoảng 19 tuổi. Dạ. Như vậy là chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và như là rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Em nghĩ là cũng chưa đâu ạ. Không phải đâu ạ. Em thấy... cũng thấy là có duyên nhưng mà em thấy cũng có đặc biệt nhưng em nghĩ là mọi sự nó tùy duyên đấy. Thì từ đợt đấy trở đi thì chưa hề gặp lại nhau.
khoảng một năm sau thì khoảng gần nửa năm đến một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Wow. Trong dịp nào? Yeah. Trong dịp tức là em là quản lý một cái nhóm là phát tờ rơi quảng cáo. À. Đấy thì bạn này có trong nhóm đấy. Là một thành viên trong đấy. Vâng, thì là đợt đấy em thiếu người. Thì em nhờ cái bạn mà ngồi cùng em đi xem phim ấy là tìm một người nữa để phát tờ cho chúng em. Thì đúng là bạn này nhưng mà em không gặp, em không biết tên. Em cũng không biết đặt hai người đấy là một. Thế thì sau bẵng một thời gian thì đến kỳ lấy trả tiền thù lao ấy. Thì em bảo là em kiểu bận em không đi ra ngoài được ấy, thì bạn chịu khó bạn đi học xong rồi bạn qua nhà em. Thì em gửi tiền. Đấy thì là gặp đúng lại bạn thì mới nhận ra là đúng là cái cô ngày trước mà mình nhận ấn tượng. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Chỉ em... có bạn này không nhận ra em thôi gì? Không, em thì em có nhận ra đấy ạ. Ừ, nhận ra đúng không? Vâng. 6 tháng trời. Có nghĩa là em không có một ấn tượng gì về chàng trai này trong buổi chiếu phim đó. Dạ. Mà gặp lại em vẫn nhận ra. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Dù không có quá. Ấn tượng gì em cũng nhớ. Bạn này nhớ bạn thì là chuyện bình thường. Với cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy, em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Nhưng mà công việc nó khấm khá không? Hay là chỉ đủ chi tiêu đỡ thôi? Tiêu vặt thôi ạ. Cái phần từ phát tờ rơi thì nó chỉ là một phần thu nhập nhỏ, còn em kinh doanh thêm rồi em đi dạy thêm nữa. Em là người mà tự trang trải trong cái quá trình em đi học đại học. Ủa là sao mà chậm trả tiền cho nhân viên dữ vậy? À, một phần là kiểu em đợt đấy em bận ấy, hai là bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông mượn tiền mình không? À, em thì em không nghi ngờ gì nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Đó là trả chậm đó phải không? Cái là vâng. Trả chậm lâu nhất là mấy ngày sau mới đưa. Em thấy cũng phải gần 2 tuần đấy ạ. Ồ vậy là chậm đó. Thế rồi em quyết định sao? Em có tới tận nơi em đòi sờ tận tay dây tận chán luôn? Có ạ, anh em bảo là em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và em chồng em nấu bữa cơm cho em. Em biết là bạn ấy không thích, em bảo là nếu mà qua đi học xong mà qua nhà anh đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Là đã có cảm tình với cô chứ. Vâng, cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt như thế thì cứ thử tiến tới xem thấy nào. Có nhiều nhân viên phát tờ rơi như vậy là chắc chắn là sẽ có nhiều cô gái đẹp. Vậy thì là trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Lúc đó là vẫn còn độc thân vui tính luôn. Vâng, chưa yêu đương gì. Thế còn yêu nhưng mà chưa ai yêu lại. Chưa đâu ở với đâu đúng không? Chưa đâu ở với đâu. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Em thì lúc đấy em đang có người yêu rồi. Dạ. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Thế hôm anh nấu món gì đấy? Đậu xào thịt bò. Cả rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. Còn bạn cùng phòng của em nữa, bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa? Món gì nữa nào? Hết rồi đấy. Ba món. À, trứng rán nữa thì phải. Ba món. Thời điểm đó giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Chị nói cho em biết thật. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Không, trứng rán không có đúc thịt. Thế à? Anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc không đi gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Thế thì là từ cái bữa cơm đó, mình lấy cột mốc từ cái bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Để em nói tiếp cái đoạn ông đấy, tức là em biết chỉ nấu từ đấy món thôi. Chỗ tài đúng bí quyết thôi đúng không? Vâng. Thì hôm đấy xong thì bạn về thì em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính. Thả thính luôn. Rồi sao đó? Em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á. Thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em đúng không? Nhưng mà thật ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em thì thực ra là em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. À, thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là
như thế nào là phù hợp nhất với mình. À, thật nên ra là không phải là có người yêu, dạ, mà là có nhiều người theo đuổi mình, dạ, và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này, dạ, đúng không? Lúc đó là em có cảm tình với nhiều đối tượng, một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Ừ. Thế nhưng mà lúc đấy Đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Nghĩa là sau này răng vẫn xấu, răng vẫn chưa, răng vẫn chưa sửa. Vâng, răng vẫn chưa mẻ. Nhưng mà lúc em phát hiện hay chưa? Lúc sau, ăn cơm là phát hiện không, đúng không? Có một lần là em kể chuyện thì cười lắm, buồn cười lắm, nên là cười to nó không che được. Thì em biết, là em thấy ra, đúng thấy răng cứ lên xuống nhất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chất trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Chỉ thôi đúng không? Hả? Rồi, thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Không nhớ luôn à? Cũng khoảng 9 tháng đến 12 tháng ấy. Đó là quyết định là thấy người này là phù hợp với mình. Dạ. Tức là chỉ sau cái lần sửa máy vi tính cái gì? Vâng, đúng rồi ạ. Chỉ sau sự kiện đấy thôi. Sau kiện đấy đúng không? Sau máy vi tính thì bắt đầu bén duyên với nhau. Bén hay sau gặp. Máy vi tính là đã mến nhau chắc chắn rồi. Lúc đó là đổ rồi. Chị nói em cái bữa cơm đấy là đã là ngất ngây rồi. Là một thứ coi như là sắp ngã. Đúng rồi, xong rồi sửa máy vi tính xong một phát ngã luôn ngã vào lòng ảnh đó. À, là 9 tháng sau đúng không? Nhưng mà là ai là người tỏ tình đó, tỏ tình lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Em thì vẫn kiểu phân vân ý, không biết là anh này hay là anh khác. Đâu, kể anh nghe coi cái buổi mà ảnh tỏ tình là nó như thế nào. Thực ra chồng em thì cũng chỉ nói là anh thích em thôi, rồi hay rủ em đi chơi, hay rủ em trò chuyện. Em nghĩ là có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần bọn em đi chơi ở Hồ. Thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Như vậy có nghĩa là lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi, phân vân lâu thế. Chơi chốt lần luôn. Vâng, em thấy là em lý trí mà, thế nên là em suy nghĩ. Thế thì từ sau nụ hôn đó rồi mới phát xác định được hay là như nào? Vẫn hay là phải sau nữa? Không vẫn nữa, không sau vẫn sau nữa. Tại vì ảnh chưa có được gọi là coi như là trơn tru lắm, hôn như mà vẫn còn gượng gạo, vẫn còn gượng gạo, đúng không? Cũng không hẳn, tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game. Kiểu thế, để xong thế rồi còn xử nhi đúng không? Vâng, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế là em cũng hơi e ngại. Còn một cái anh 81 đang tán em hồi đó thì anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đến cái điểm nào và đến cái dấu ấn nào mà em quyết định là em chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, vậy em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, tại vì em nhớ có những lần rất là lạ, tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Thế sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy, lại đang confused đấy. Không, tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc đấy đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, nhưng mà sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển lại bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em, có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thậm thôi. Chí là còn có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình không? Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau, xong nghe điện thoại đi ra ngoài. Vậy em có truy không? Em có truy không? Em không. Không truy luôn. Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. À. Ủa nhưng mà là biết rồi thì bởi vì mới có một sự cạnh tranh như vậy. Đúng không? Mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á thì mình, ủa tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn, là chốt hạ luôn đấy luôn. Dạ. Tại sao, lý do? Cũng rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy thì
em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. Thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ông bà rất là thương em. Thế nhưng mà đến cái 1981 là em có về nhà bên đấy chơi chưa? Em cũng về nhà bên đấy rồi, nhưng mà em lại không có cái cảm giác đó, là không có ở bên đây. Đấy, vâng, và em cảm thấy về là hai gia đình cho nên chị mới nói với em á, là phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Hay quá. Đấy, cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh là chúng ta phải hết sức gọi là sao khéo léo và cân nhắc trong cái chuyện là hạnh phúc của con mình. Cảm ơn chị. Là nằm trong gọi là trong cái tầm của mình luôn đó, thực sự. Bây giờ em sẽ cố gắng để 12 năm sau để em giúp các con của em. Đúng rồi, em nhớ nha. 12 năm sau. Đó, em hy vọng là 12 năm sau chị em mình vẫn còn ngồi đây đó. Để mà chị sẽ góp ý thêm với em về vấn đề. Phải là 50 năm nữa chứ chị. Cái chương trình này á, ở bên Nhật á, là cái người MC á, là họ làm từ năm họ 18 tuổi. 18 tuổi cho đến lúc mà ông 70 mấy tuổi ông vẫn còn dẫn cái chương trình này. Ông vẫn còn cái ghế luôn á. Khỏe đó nhỉ. Cho nên nó hơn lắm. Tại vì các cặp vợ chồng lấy nhau liên tục mà. Cho nên là vợ chồng son không dừng được. Rồi, như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi. Thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc dành thời gian cho cả hai. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh đi phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe. Cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến lâu nữa anh ăn gì không? Thế thôi. Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Anh kia. Anh kia cũng hỏi em. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi? Có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ấy, ý là cuối cùng ai biết chắc trước. Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Đó. Đấy, ngay ông thế, không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Tại vì em là lúc đấy em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy. Còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy, là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ hạt cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được, ông phải về. Không chần chờ được nữa. Phải về. Không chần chờ được nữa. Rồi về. Sếp gọi. Và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kèo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có nói còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. Rồi. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đấy đó thì em cũng chọn. Rồi coi em. Như là chọn anh này đi. Vâng. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không. Là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cũng như kiểu là đối thủ ân oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Cãi về nhau. Vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu. Cãi nhau rồi có choảng nhau cái tầm năm thứ 3 ấy thì là cũng lên ý định là cưới nhau rồi, nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy, nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được mình sẽ đến được với nhau. Đấy thì lần lấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Đấy, xung đột rồi chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới luôn đấy. Là cưới luôn. Đúng không? Như vậy là cưới nhau, yêu nhau 4 năm thì cưới nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Là 11 năm. 2014. Tính từ lúc yêu. Đúng rồi. Cưới. Thế mấy cháu rồi em? Một cháu. Mấy tuổi?
Đâu 3 tuổi. À ôi thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bọn em thì kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Và bọn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hợp phong thủy đấy em. Dạ. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hợp. Không hợp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái. Mà về nhà mới thì anh tin thì cái đó dạ. Rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm. Dạ. Nhờ, 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm. Thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết để mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết là bà thì bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong bà để điện thoại ở nhà mà không biết. Đấy là cũng bà là cũng không lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Nên là ví dụ vừa em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở cái chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái mới có con được. Không bị áp lực đấy. Không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cái vấn đề tâm lý nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi sinh sang thì đánh đùng vắt là có. Dạ. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á. Cưới thì là ngoài cái việc gọi là các em khó có con thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra. Lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản ấy. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm với gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng như kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ và giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó nó là tai nạn thì sao. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà. Và em có nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý em của chồng. Em có nghĩ nó là một phần, nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi. Tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á là anh xã em tự áp lực về bản thân mình, tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng ấy. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính á. Dạ. Thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa. Cho nên rất là khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn nữa. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Dạ. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy, là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em,
Thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con, thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Ừ. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, đó, ừ. Đó, ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Ừ. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Ừ. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và đấy. Cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nặng hề nề lên chồng em. Đúng ạ, chính xác. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn hết chứ. Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị. Cũng như là vì em làm về tâm lý, cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Và ôi, chúc mừng. Rất là may mắn. À. Thế còn có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Vâng. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn, cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây. Đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói thế dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Mà trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em vẫn nói. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Mà cố tình em nói đúng không? Vâng. Có những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? Chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng. Xong rồi làm việc riêng ạ. Tức là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. Không đâu. Tức là có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy tôi nhìn là tôi nghĩ ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Đâu là thí dụ với. Thường xuyên luôn. Là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này. Như là véo. Cái cấu này. Không có những bà vợ. Nhũ này. Đó, nhắc nhũ. Không đâu, đây thì bắt đây thôi. Không ăn nhũ. Có bầm không? Cũng không bầm nhưng mà nó cứ nhói nhói gì ấy. Rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít ít thì thích chứ còn nhiều. Vừa phải phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được. Cũng không, cũng chưa cần là thay đổi gì. Cứ như thế không cần thay đổi. À với cả là được lại. Vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều nên là mong là bớt lại. Mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn cứ 8-9 giờ tối mới về. Đấy. Ui, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình quá cơ. Khi em về tới nhà là gà gáy luôn đấy chị. Ấy, chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con trai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng ấy có hôm cứ quay là đến khi 1-2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá cơ. Đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em ạ. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2-3 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nhà ngoài mà anh một. Nó sản xuất luôn á. Không có đâu. Rồi, bây giờ không có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng cho con nhiều hơn. Dạ, được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Dạ. Nhìn làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương. Đó. Thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ấy, tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh,
tinh thần vui vẻ thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, nó là nhân duyên, và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ấy thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Vâng. Thực ra là chị thấy á, em là cái người đàn ông của gọi là của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình, phải bao quát về mọi thứ. Nhưng mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Cứ 50-50 cho chị. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Rồi 50% kia để dành cho nhau. Đó, vì là hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích đó, thì gia đình tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Nên cứ yên tâm vấn đề đó. Để cho đó thư giãn thoải mái. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.